Năm 2007 đánh dấu 16 năm hoạt động của Hội Thiện Nguyện VN Help. Các sinh hoạt tại Hoa Kỳ đã diễn ra thật vui tươi và thành công để hỗ trợ cho các dự án nhân đạo tại Việt Nam. VN Help vẫn tiếp tục phát triển để đưa sự trợ giúp đến trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng tại Việt Nam, giúp người nghèo có khả năng vượt khó để đi đến tự lập. Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, phát triển chất xám cho tương lai. Hàng năm, VN Help cấp học bổng cho hơn 300 sinh viên nghèo và giỏi tại các đại học Sài Gòn, Đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau, Huế và Đà Nẵng. Mỗi suất học bổng là tiền mặt từ 80 Mỹ Kim đến 120 Mỹ Kim cho mỗi niên khóa. Số tiền này tuy khiêm nhường nhưng là những giúp đỡ rất thiết thực đối với sinh viên có hoàn cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn. Khoảng 2 năm qua thì mẹ em bệnh rất là tốn kém. Em thì đã học phí đã 2 học kỳ. Em rất hy vọng là hôm nay em nhận được để mẹ em chẳng trải cái học phí hôm nay. Chương trình xây dựng trường lớp ở nông thôn đem những bài học vỡ lòng đến với tuổi thơ Việt Nam. Chương trình School Building Matching Fund đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều nhà hảo tâm tại Hoa Kỳ. Trong năm 2007, VN Help đang thực hiện công trình xây cất trường học tại 4 địa điểm: Đồng Nai, Quảng Trị, Bắc Giang và Phú Thọ. Tính đến nay, VN Help đã xây dựng 26 ngôi trường tiểu học và mẫu giáo tại 3 miền đất nước, tạo môi trường học tập an toàn và thích hợp cho gần 10.000 cháu nhỏ. Chương trình dạy nghề và tìm việc làm cho thanh thiếu niên nghèo và khuyết tật. Các lớp dạy nghề may công nghệ miễn phí do VN Help tài trợ tại Huế và Đà Nẵng nhiều năm qua vẫn tiếp tục đào tạo các công nhân may với tay nghề tốt. Các thanh thiếu niên bị khuyết tật như câm, điếc, khiếm thị, gù lưng, tật chân, v.v. thay vì phải mặc cảm thua kém, đã vui sướng tham dự các khóa huấn luyện 9 tháng để có tay nghề và hầu hết đã tìm được công ăn việc làm và có thu nhập hàng tháng. Chương trình trợ giúp y tế giúp bệnh nhân nghèo. Trong nhiều năm qua, Bệnh xá Tình Thương Phú Thượng, Đà Nẵng đã tiếp tục nhận sự tài trợ của VN Health để cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho hơn 20.000 bệnh nhân nghèo mỗi năm. Bệnh xá Tình Thương kênh 7 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Mỗi tháng nhận 1 tấn gạo từ VN Help để cung cấp bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân và người thăm nuôi nghèo. 3 sinh viên tại Cái Sắn, Kiên Giang đã và đang nhận học bổng toàn phần trong 4 năm để theo học trường Đại học Y khoa Sài Gòn và sẽ trở lại phục vụ tại Bệnh xá Cái Sắn, Kiên Giang sau khi ra trường.
chương trình nuôi dạy trẻ mồ côi và trẻ em đường phố. VNHelp trong nhiều năm qua vẫn tiếp tục tài trợ cho 3 viện mồ côi và trung tâm trẻ em đường phố tại Sài Gòn, Huế và Cần Thơ. 50 cháu thuộc gia đình nghèo vùng bãi rác Khánh Sơn, tỉnh Đà Nẵng, 40 cháu nghèo tại Bình Định và 155 cháu nghèo tại trường Tình Thương Cầu Muối vẫn tiếp tục nhận sự bảo trợ tài chính của VNHelp. Đặc biệt, chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi được phát động vào đầu năm 2006 đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều vị hào tâm tại Hoa Kỳ. Tính đến nay, sau một năm phát động chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, 150 cháu tại Viện Mồ Côi Chùa Diệu Giác, Sài Gòn và các cháu thuộc Trung tâm Xã hội Thiên Ân, Cần Thơ đã có người bảo trợ. Sự phát triển và thành công của VNHelp trong nhiều năm qua có được là nhờ sự hỗ trợ và đóng góp của rất nhiều người hảo tâm tại Hoa Kỳ cũng như trong nước và của rất nhiều anh chị em thiện nguyện trong và ngoài nước. VNHelp chân thành cảm ơn tất cả quý vị và ước mong được sự tiếp tay giúp đỡ của quý vị lâu dài. Xin hãy cùng chúng tôi góp sức để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người Việt trong nước.